Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc tủ hồ sơ chống cháy. Chiếc tủ có 4 ngăn riêng biệt. Ngăn thứ nhất mở thì ngăn 3 ngăn còn lại sẽ mới được phép mở. Chiếc tủ được sơn màu cà phê rất là đẹp và rất sang trọng lịch lãm. Chiều cao của chiếc tủ là 1500, chiều rộng là 500 và chiều sâu là 720. Chúng ta cùng xem cận cảnh chi tiết chiếc tủ hồ sơ chống cháy 4 ngăn. Các bạn có thể thấy đấy, đây là một trong những thương hiệu Welco Fire Sensei, là một trong những công ty chuyên sản xuất tủ hồ sơ chống cháy, lưu trữ hồ sơ từ 10 đến 100 năm cho những cái giấy tờ đặc biệt quan trọng nha các bạn. Đấy, sang bóng và đẹp, không thể chê được vào đâu. Hệ thống khóa đổi mã có thể đổi lên hàng triệu số theo ý muốn nha các bạn. Đấy. Ngăn thứ nhất mở thì 3 ngăn còn lại mới được phép mở nha các bạn. Đấy, mình mở luôn cho các bạn cùng xem. Đấy, hồ sơ để bên trong rất là chắc chắn, các bạn cùng xem luôn nhé. Và ưu điểm của chiếc tủ này thì có cái mắt treo này, những cái bạn mà hay làm trong ngân hàng hay là những cái tập tài liệu quan trọng thì các bạn thể treo vào đây luôn. Đấy, treo vào đây và lấy ra rất là dễ. Và nó có một đợt cố định để cho chấn hồ sơ trường hợp là không bị đổ ra ngoài nha các bạn. Đấy, rất là đẹp. Chúng ta cùng xem ngăn dưới. Ngăn dưới này cũng rất là nhiều hồ sơ nha các bạn. Các bạn có thể xem luôn. Không thể chê được vào đâu. Và hệ thống chốt này là hoàn toàn là đúc đặc 100%. Chốt đúc đặc nha các bạn, rất chắc chắn. Đấy, chứ không phải là chốt rỗng nhá. Chốt rỗng ngoài thị trường thì rất là nguy hiểm. Đấy, mình sẽ để cái này vào và mình sẽ kéo cái ngăn cuối cùng ra cho các bạn xem. Đấy, các bạn thì thấy đấy, là một trong những chiếc tủ vô cùng sang trọng và hiện đại nhất Việt Nam, chuyên dùng cho thị trường xuất khẩu và chuyên đựng hồ sơ chống cháy, những CD này, tài liệu đặc biệt quan trọng các bạn nên cho vào trong chiếc tủ này, rất là tiện lợi nha các bạn. Rất là đẹp, mình xem cận cảnh chiếc tủ vô cùng là đẹp, sắc sảo, không thể chê được vào đâu. Bên này, chiếc tủ này có trọng lượng tổng khoảng 320 kg, rất là nặng và đẹp vô cùng. Chìa khóa thì hoàn toàn chống sao chép. Đấy, các bạn thấy xem luôn. Chẳng hạn như khi mà các bạn về rồi đúng không? Xếp các bạn về, các bạn đóng cửa. Đấy, mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem. Các bạn về đóng cửa, ngăn này các bạn chỉ cần nhân viên, hai nhân viên các bạn đi về, các bạn ấm vào sẽ không lôi ra được nữa nha các bạn. Đấy, để cái bấm này không thể lôi ra được. Đấy là ưu điểm, các cái dòng tủ tầm này rất là nhẹ nhàng. Đâu, xin lỗi. Đấy, đóng rất là nhẹ, rất là trơn tru. Chúng ta cùng ngắm lại chiếc tủ hồ sơ chống cháy SRC4. Hotline nhà máy sản xuất tủ hồ sơ chống cháy 098-277-0404 hoặc xem tại website ketsatcaocap.vn, miễn phí giao hàng trên toàn quốc và trên toàn thế giới.